Xin chào các bạn. Hiện nay chúng ta đang có một trong những thiết bị rất là hot trên thị trường, đó là đồng hồ đeo tay. Đồng hồ không chỉ đeo ở tay mà đeo ở chân và nhiều vị trí khác, nói chung là cứ có cái gì dài chúng ta có thể đeo được vào. Thì hôm nay mình giới thiệu bạn chính là Sony Smartwatch 2. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn bài mở hộp chiếc máy này. Thì ngay từ cái đóng hộp nó thể hiện là Smartwatch 2 cao cấp. Nó có một cái hộp bên trong này là bằng nhựa kính đẹp hơn. Xung quanh này in rất nhiều thông tin về máy như là giao diện NFC được thêm vào. Điều này tiện lợi hơn khi mà các bạn kết nối chỉ cần chạm nhẹ, không cần phải tìm kiếm như ngày xưa. Có cổng sạc micro USB rất là tốt. Nó có tiêu chuẩn IP trong nước là 57, là như vậy là nó có thể tương đương với các thiết bị smartphone của Sony rồi. Thời lượng pin là từ 3 đến 4 ngày. Xung quanh này thì các bạn thấy là trong hộp chúng ta sẽ có một cái đồng hồ này, có dây đeo và cũng như là có cáp kết nối micro USB luôn. Và mình sẽ mở hộp của cái thiết bị này ra. Đây, cái hộp chúng ta phải nói là Sony làm hộp quá đẹp, rất là ấn tượng. À, trong hộp lại có hộp khác. À, đây là chiếc Sony Smartwatch thế hệ thứ 2 của chúng ta đây. Sau khi các bạn lấy ở trong hộp ra thì ở bên dưới chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, rất nhiều thứ tiếng, tiếng Nhật, tiếng Anh vân vân. Chúng ta sẽ có bên dưới hộp là có cáp kết nối micro USB khá là ngắn. Cái dây này nếu các bạn mà mua điện thoại smartphone rồi thì chúng ta cũng không cần phải dự tới. Và cuối cùng là chiếc đồng hồ. Bạn thấy là cái cách làm đồng hồ nó giống hệt mấy cái loại đồng hồ sang trọng, nó không giống một thiết bị điện tử mà nó giống như một cái đồng hồ đeo tay bình thường mà các bạn mua ngoài trị giá đến vài triệu đồng. Thiết kế và cách làm hộ của nó rất là xứng đáng với số tiền mà chúng ta bỏ ra. Đó. Cái smartwatch mà mình đang có trên tay này là một phiên bản đặc biệt, có cái dây đeo của nó làm bằng kim loại. Dây đeo này thì nó tạo ra chắc chắn và vẻ sang trọng hơn nhiều so với những thiết bị đồng hồ đeo tay khác. Tuy nhiên thì có một điểm các bạn cần lưu ý là với dây đeo chúng ta là nó đã cố định cái kích thước, tức nghĩa là chúng ta không thể tùy chỉnh được to nhỏ liên tục một cách linh hoạt giống như Galaxy Gear hay là smartwatch thế hệ đầu tiên. Muốn làm được điều đó, các bạn phải chờ đợi một phiên bản khác, phiên bản có dây đeo nhựa bình thường. Và ngoài ra Sony còn bán kèm rất nhiều loại dây da đa màu sắc khác, thì cái với cái loại dây da và cũng như là dây nhựa kia nó sẽ rẻ tiền hơn, còn với dây phiên bản kim loại đặc biệt này thì nó rất là đắt. Thì các bạn thấy là cái mặt trước này nó làm theo hơi hướng là vuông và có vắt cái cạnh. Đó. Trông nó giống như là một cái iPhone 5 được thu nhỏ lại nhiều hơn là những cái thiết bị của Sony. Thì cái viền vắt này của nó thì trên các thiết bị di động chúng ta trông nó sẽ mỏng hơn, và trên điện thoại và trên đồng hồ thông minh thì nó cũng trông tuyệt vời hơn. Phía trước là ba phím cảm ứng gồm phím back, phím home và một cái phím menu khá là bé cho chúng ta. Giữa cái màn hình của nó thì tăng lên là 1,6 inch và sử dụng công nghệ màn hình LCD. Đây là điều đáng khen. Thế hệ đầu tiên sử dụng màn hình OLED rất là khó để nhìn được ngoài trời. Thì với màn hình LCD này có độ tương phản cực cao, hầu như ra nắng các bạn nhìn như ở trong nhà. Bên cạnh phải chúng ta sử dụng phím nguồn đặc trưng của Sony 2013, rất là to và bấm một cách chính xác. Bên trái chúng ta sẽ có cổng sạc micro USB. Các bạn thấy ngay là cái dây đeo này của mình ấy, thì chúng ta sẽ hỏi một vấn đề là nếu muốn chỉnh khớp thì sẽ làm như nào, tại vì nó không giống như dây đeo bình thường là chúng ta có thể kéo theo từng nấc khác nhau. Thì với cái dây đeo các bạn có thể tháo ra từng khớp khác nhau. Đó. Cái khớp này của nó được làm giống như cái đồng hồ bình thường các bạn đeo thôi. Các bạn thích thì thay khớp sao cho nó phù hợp với lại cái kích thước cổ tay của mình là được, hoặc là cổ chân nào các bạn tùy. Về cái sản phẩm này ấy, thì nó làm từ hộp kim nhôm và cũng như là kim loại chống rỉ sét. Chính vì thế nên mà nó mới được tích hợp cái tính năng gọi là chống nước ở tiêu chuẩn IP57. Với tính năng chống nước này của Sony, họ khuyến khích người dùng ấy là chỉ có thể chống được mưa hoặc là một số các điều kiện là nước mưa nhẹ, chứ không phải là các bạn sẽ đem nó đi tắm, các bạn đem nó đi bơi, vì điều đấy là hoàn toàn không có khả năng chịu được với một chiếc đồng hồ thông minh. Rõ ràng là với những thiết bị mà bên trong đầy đủ là vi điện tử, vi xử lý vân vân thì điều đó là không thể được. Và thêm một điều nữa là với cái thiết bị này thì với giao diện NFC nó có thể kết nối được mọi thiết bị sử dụng Android, nó nhanh chóng và tiện lợi hơn thay vì Samsung họ chỉ kết nối với dòng Galaxy Gear của họ. Và với cái đồng hồ này khi mà so với thế hệ thứ nhất ấy, có một điều mình thích đó là khi mà các bạn không sử dụng kết nối với điện thoại thì nó vẫn hoạt động như một chiếc đồng hồ điện tử bình thường của chúng ta. Ngày xưa thế hệ đầu tiên mà không có điện thoại là nó chết ngóm luôn, toàn hiện cái chế độ kết nối. Và như vậy thì mình giới thiệu các bạn bài trên tay chiếc Sony Smartwatch thế hệ thứ 2. Rất có thể trong tương lai mình sẽ có một bài đánh giá chi tiết cũng như so sánh với Galaxy Gear của Samsung để xem hiện tại nếu các bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ thông minh để phù hợp với mình thì sản phẩm nào sẽ là tốt nhất. Các bạn có thể view ích, đừng quên like, share với bạn bè, truy cập vào savanet.com.vn để theo dõi chi tiết mức giá của thiết bị này. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.